Ngày 18 tháng 12, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc điều chỉnh giảm hai giá tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc xuống mức 48.000 đồng 1 kg, mức giá thấp nhất trong khu vực ghi nhận tại Lào Cai với 47.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá heo hơi toàn vùng trong ngày hôm nay thấp hơn hôm qua, dao động từ 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, heo hơi ở Quảng Bình mất ba giá về mức 47.000 đồng 1 kg, mức thấp nhất trong khu vực. Các tỉnh lân cận lùi một giá và thị trường tiêu thụ tại khu vực miền Trung cũng giảm hẳn, theo thông tin từ các thương lái. Hôm nay hầu hết giá heo xuất chuồng tại khu vực này xung quanh ngưỡng 49.000 đồng, giá trung toàn miền giao động từ 47.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường im ắng đi ngang bằng giá ngày hôm qua từ 47.000 đến 52.000 đồng 1 kg, giá phổ biến quanh ngưỡng 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận lượng heo về chợ thấp hơn cùng với thời điểm này của tuần trước, chỉ với mức 4.470 con và xuất hiện nhiều heo nhỏ. Giá heo mảnh dao động từ 54 đến 65.000 đồng 1 kg, chợ tiêu thụ chậm.